Xin chào các bạn có khỏe không? Tim khỏe. Thì lại tiếp tục với cái chương trình định cư đầu tư Canada. Thì các anh chị các bạn tưởng tượng như thế này này, những cái điều kiện hay là cái chương trình định cư Canada nó cũng gần giống như là các cái điều kiện mà các bạn đi vay ngân hàng vậy đó. Bây giờ mình ví dụ vậy cho các bạn dễ hiểu. Tại do cái để các điều kiện để định cư Canada nó rất là nhiều chương trình khác nhau, rất là nhiều điều kiện khác nhau tùy theo mỗi tỉnh bang khác nhau. Thì cái các bạn mình làm cho các bạn dễ hiểu hơn một xíu là mình thu thu nhỏ là một số cái điều kiện, một số cái ví dụ như thế này cho các bạn hình dung ra trước, rồi khi đó mình sẽ đi vào chi tiết. Bạn hình dung ra như bạn đi vay tiền ngân hàng đi, để mà duyệt hồ sơ các bạn đậu á, thì bạn muốn vay theo diện nào? Các bạn vay theo diện cá nhân hay là các bạn vay theo diện doanh nghiệp, đúng chưa? Các bạn vay theo lương hay là các bạn vay theo thế chấp tài sản, đúng chưa? Đó thì mình đơn cử là cái việc mà các bạn đi vay theo diện doanh nghiệp với lại cái diện mà cá nhân, thì đi qua đầu tư định cư bên Canada cũng hỏi các bạn là các bạn muốn định cư theo diện doanh nghiệp hay là các bạn định cư cá nhân đi, ví dụ vậy đó. Thì định cư thì cái viện mà quay theo viện doanh nghiệp á thì cũng sẽ xét những cái điều kiện doanh nghiệp. Các bạn phải đủ điều kiện của ngân hàng, đủ đạt cái tiêu chí của ngân hàng, thì khi đó ngân hàng mới duyệt cái khoản tiền vay cho doanh nghiệp của các bạn, đúng chưa? Thì cũng phải thẩm định lại tất cả giấy tờ hồ sơ các bạn có đủ cái tiêu chí nào, của điều kiện nào của ngân hàng thì ngân hàng mới duyệt hồ sơ cho các bạn vay tiền. Thì bên đây cái việc mà đi đầu tư đi định cư Canada thì cái điều kiện định cư Canada cũng cho cái diện doanh nghiệp đi, thì doanh nghiệp cũng yêu cầu các bạn là phải chứng minh cái số tiền các bạn có để đầu tư doanh nghiệp, các bạn cũng phải chứng minh kinh nghiệm làm việc của các bạn hay là kinh nghiệm quản lý của cái doanh nghiệp của bạn có đó, một số cái tiêu biểu như thế, rồi một số cái kinh nghiệm về khả năng nói tiếng Anh của các bạn để đáp ứng cái việc mà điều hành doanh nghiệp. Không, giao tiếp rất là nhiều cái yếu tố, thì đâu phải là ai cũng sẽ đạt được những cái điều kiện đó để xin được định cư Canada, thì cũng đâu phải ai cũng đạt được cái điều kiện mà vay ngân hàng để mà đạt được cái tiền vay của ngân hàng, thấy không? Thì y chang như vậy. Và các bạn nhiều anh chị các nhiều các bạn anh chị hỏi mình là vậy chương trình nào định cư cho nó dễ, dễ hay không là tùy theo năng lực phù hợp với của anh chị, phù hợp với cái chương trình nào bên đây. Và cái chương trình nó rất là nhiều, thì mình cũng chỉ có thể là chia sẻ những cái nào phổ biến nhất và phù hợp nhất với cái thị trường ở Việt Nam hoặc là những cái anh chị ở Việt Nam trong cái khả năng của anh chị, phù hợp với cái điều kiện của anh chị. Chứ nhiều khi kêu anh chị bỏ ra tới 1-2 triệu đô, anh chị không đủ tiền, anh chị nói chỉ có vài trăm ngàn, thì chương trình phải coi là vài trăm ngàn cho nó phù hợp. Thì vài trăm ngàn thì lại là chỉ có tỉnh bang xa xa lạnh lạnh như Quebec, Ontario hay là mấy cái tỉnh 4 tỉnh Atlantic bữa mình nói. Chứ nhiều khi cái tỉnh ở BC, Vancouver hay là những cái thành phố lớn rộng nhiều người đến ở thì yêu cầu khó hơn, thì lại anh chị không đáp ứng đủ thì sao mà anh chị ở đây được, thì anh chị phải chấp nhận ở những cái chỗ xa xa một xíu thôi, rồi xong rồi được thì mới quay về đây, ví dụ như vậy. Nó là như vậy chứ đâu phải là đạt được cái điều kiện rồi đi được đâu, khó lắm. Thành ra cứ cứ phải cho mình cái cụ thể những cái gì của anh chị có, thì khi đó mình mới biết là cái anh khả năng của anh chị đó đáp ứng với cái điều kiện nào được, thì mình sẽ tư vấn những cái điều kiện sát theo cái khả năng của anh chị. Còn không á, thì cứ hỏi chung chung là mình cũng khó mà trả lời lắm, khó mà tư vấn lắm. Cũng giống như những cái bạn mà đi vay ngân hàng thì những bạn ngân hàng cũng sẽ hỏi các bạn trước một số yếu tố có đáp ứng đủ điều kiện của ngân hàng không, thì khi đó mới kêu bạn chuẩn bị hồ sơ, đúng chưa? Thì cũng y chang vậy, cũng phải hỏi bạn một số câu về tiền bạn có nhiều, có đủ để đầu tư vậy không, rồi kinh nghiệm bạn có vậy không, tiếng Anh bạn nhiều đó, bạn không đủ điều kiện thì thôi coi như là fail ngay từ vòng đầu, out. Chứ đừng nói chi là những cái gì dễ nhất là của những cái tỉnh khác dễ nhất rồi đó, đúng chưa? Đó thì mình sẽ đi vào cái chương trình định cư theo cái diện Quebec. Mình chỉ tóm sơ về cái tiếng Việt ở đây một xíu thôi, còn cái tiếng Anh mình sẽ đi qua cho các bạn kỹ hơn cái chương trình, như là đầu tư Quebec đây là yêu cầu các bạn nè đó. Bạn thấy là đầu tư Quebec đúng chưa, rồi yêu cầu là vốn ít nhất là phải có 1,6 triệu đô cho lên
đó, đầu tư doanh nhân, kinh nghiệm quản lý của doanh nghiệp phải không? Rồi ví dụ như này là mình đang tóm gọn thôi ha, là cho chính phủ vay 800.000 đô, nghĩa là ký quỹ 800.000 đô sau 5 năm sẽ hoàn lại. Hoặc là bên cạnh đó bạn cũng phải đầu tư doanh nghiệp mình 200.000 đô để vận hành doanh nghiệp hệ của mình, không? Đó, mình tóm tắt sơ như vậy thôi. Còn chị có đạo đủ khả năng vậy á, thì mình sẽ đi tiếp vào những cái khâu sau. Ví dụ như mình sẽ đi vào cái trang của chính phủ luôn. Đó. Đây, cái diện đầu tư theo chương trình đầu tư định cư, thấy không? Thì VBAC nó sẽ có hai cái cụ thể là ở đây. Một cái là chương trình đầu tư VBAC, hai là cái chương trình về điều hành doanh nghiệp ở đây, thấy không? Chủ doanh nghiệp. Đầu tư VBAC á, thì có nghĩa là sao? Thì các bạn cũng hiểu mang cái tính đầu tư, nhà đầu tư nghĩa là dùng tiền mình có cho những cái định chế tổ chức tài chính đầu tư bên đây đó. Thì ví dụ như chương trình định cư đầu tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2020 đó, đây không, thì nó sẽ có một số những cái điều kiện tiêu chí như thế này, là như thế này thì họ ghi dài thôi đó, những cái điều kiện mà các bạn của chương trình thì các bạn cần phải hiểu là điều kiện vậy, nhưng mà bên cạnh đó người ta cũng phải thẩm định việc coi số lượng bao nhiêu, tiêu chí nhiêu có đạt hay không, hay là cái lượng hồ sơ lúc đó số lượng họ đầy đủ như thế nào nữa, thành ra đã cũng nhiều yếu tố lắm đó. Các bạn thấy là yêu cầu nó là 2 triệu đô để đầu tư cho một cái chương trình này đó, là do cái diện đầu tư lớn cho những cái định chế như thế này từ 2 triệu đô, để ký có một cái thỏa thuận, ký thỏa thuận đầu tư cho những cái đơn vị như môi giới này, công ty tin tưởng này, để họ dùng cái tiền của anh chị họ generate, tạo cái doanh thu cho cái chính phủ của họ, đúng không? Cũng giống như bạn gửi tiền ngân hàng nhé, người ta sẽ dùng tiền ngân hàng hoặc gửi tiền bảo hiểm, thì người ta cũng sẽ có cái bộ phận về chuyên về đầu tư dự án sẽ dùng tiền đó để tạo ra tiền mới mới trả cho anh chị được, đúng không? Đó, thì bên đây đầu tư đổi lại bạn anh chị sẽ được cái PR đó. 5 năm sau cái thời gian đó sẽ hoàn lại, đầu tư ít nhất là 1 triệu 2, sau đó cũng sẽ hoàn lại anh chị 1 triệu 2 đó, ví dụ vậy. Tiền mình bỏ ra chết đó, lấy lại được nếu mà anh chị có tiền dư chơi theo chương trình này được đó, không chứng minh tài sản net mình có 2 triệu đô là tầm 50 tỷ Việt Nam, thì anh chị đi cho mượn không 1 tỷ, một cho 1 triệu 2 là cho mượn không là tầm 3, coi như 30 tỷ đi, 5 năm không dùng gì hết 30 tỷ á, là khi đó anh chị qua đây định cư thôi đó. Này là một cái cơ bản, còn bên trong nó có những cái yếu tố khác nữa nha, chứ không phải là cái mình chỉ nói yếu tố tiền trước. Ai có tiền thì tính tính tiếp mấy chương trình khác, mấy cái điều kiện khác đó. Đây là cho anh chị thấy rõ rồi. Thêm một cái chương trình khác về cái đầu tư điều hành doanh nghiệp. Cái đầu tư đó thì không biết ai có được hay không, tiền bỏ ra thế nào thì không biết là đi hay không, thì mình không gành ha, tùy theo anh chị quyết định như thế nào thôi. Đây mình sẽ đi theo cái chương trình gọi là kinh doanh, chủ doanh nghiệp kinh doanh, thì nó sẽ có những cái hai cái nhỏ trong đây, cái một này trên đây với cái nhỏ thứ hai dưới đây đó, stream true nè đó. Thì mình đi cái stream true này nó phù hợp với anh chị nhiều người hơn xíu, cũng yêu cầu các bạn phải deposit cái tiền ký quỹ nè, không ít nhất là tự điều hành là doanh nghiệp hoặc là mua lại doanh nghiệp điều hành là phải 200.000 đô đó, điều hành một cái doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp anh chị đầu tư mở rộng mua lại doanh nghiệp hay tạo mới doanh nghiệp ở trong cái tỉnh Quebec đó là phải 200 ngàn, là tầm 3 tỷ 5 tỷ, chưa nói đến anh chị vận hành tiền vốn đầu tư, vốn vận hành hàng tháng, vốn ăn ở hàng tháng thì bèo lắm cũng phải 300 ngàn 500 ngàn để mà đảm bảo cái tính an toàn á. Bên cạnh đó họ cũng yêu cầu mình là gửi vô thêm 200 ngàn nữa để mà đảm bảo cái tiền an toàn, tiền này lấy lại được, còn tiền kia là tiền doanh nghiệp riêng, thấy không, là tầm 500 ngàn. Rồi anh chị cũng phải chứng minh tài sản mình 900 ngàn, người ta cũng đã biết rồi, khi mà đầu tư một doanh nghiệp á, nếu mà anh chị có đủ số vốn như vậy cho cái tiền đầu tư ban đầu á, thì không có đảm bảo an toàn cho một cái doanh nghiệp hoạt động, bởi vì đầu tư vốn ban đầu xong, còn cái dòng tiền tiếp theo là cái vốn lưu động, cái vốn hàng tháng để vận hành doanh nghiệp. Nếu mà anh chị bị hâm hụt trong thời gian 6 tháng đầu thì cái vốn tiếp theo ở đâu để mà anh chị vận hành được đó, thành ra người ta cũng yêu cầu là không phải là cái tiền tối thiểu đó là ok, mà để đảm bảo cho bạn có được nhiều tiền, có được cái sinh sống là ngoài tiền ký quỹ và thêm cái chứng minh nó vượt qua cái mức mà bạn có nữa, chứng minh tất cả tiền bạn có là trên 900 ngàn, thấy không, có giống như là tiền dự phòng vậy đó, chứng minh thôi chứ không có kêu bạn ký quỹ đâu.
để chứng minh là bạn có nhiều tiền để đảm bảo đủ doanh nghiệp. Hoặc là khúc này nếu mà anh chị hùn vốn với người khác á, thì vốn sở hữu của anh chị cũng phải trên 51% của cái vốn của doanh nghiệp đó, hoặc là 25% đó. Bạn phải kiểm soát điều hành cái lượng doanh nghiệp đó. Rồi loại hình kinh doanh thì không được kinh doanh những cái loại hình về cho vay lại tiền trác hay là bất động sản gì đó, không có vậy. Hoặc là những dịch vụ về sexy đó, massage không có ha. Thì cơ bản anh chị cũng không, chứng minh không có làm mấy vụ này thì đó đó yêu cầu đó. Bên cạnh tiền đó xong họ mới yêu cầu nè, có tiền trước là khó mới nói chuyện mấy cái vụ mà tuổi nhiều, trình độ học vấn nhiều, kiến thức tiếng Anh nhiều, rồi du lịch ở tỉnh Quebec, gia đình Quebec đi qua đây đó, không đó. Cơ bản tiền là cái khó nhất, nếu mình chỉ có tiền xong mới nói chuyện tiếp mấy khác. Rồi ok, thì cái tiếng Anh thì cũng tương đương, nếu mà tỉnh này đây cho anh chị thấy luôn cái tiếng Anh nó đánh giá yêu cầu tiếng Anh đây, họ nói là tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh, thì tiếng Anh đây họ cũng yêu cầu cơ bản là tầm 7 chấm 5 chấm nè đó. Khi đánh giá tiếng Pháp tiếng Anh 5 chấm cái level đây đó, có hỏi xem xét ok chưa, cũng tạm tạm là giao tiếp nói chuyện được hết 5 chấm, cứ tương đối nghe hiểu xíu xíu đó. Thì tùy theo mỗi chương trình mỗi điều kiện thì anh chị cứ cho mình biết những cái nào anh chị quan tâm phù hợp với cái điều kiện của anh chị hiện tại, cho mình biết là tiền các anh chị có sẵn sàng để chi cho cái việc đó hay không, rồi khả năng ngoại ngữ anh chị bao nhiêu, kiến thức anh chị trong lĩnh vực kinh doanh nào đó. Thì khi đó mình sẽ tìm một cái gì đó phù hợp nhất, và anh chị muốn ở tỉnh bang nào thì mình cũng sẽ coi cái chương trình điều kiện tỉnh bang đó để nói lại cho anh chị nghe, chứ không thì chung chung lắm mình cũng không có biết được là nhu cầu của anh chị, phải biết nhu cầu rồi nhưng mà cũng phải đáp ứng đủ điều kiện nữa, thấy không? Ok, tới đây thì cảm ơn các bạn, anh chị nào muốn hiểu thêm cái chương trình định cư nào khác, hay là quan tâm thêm cái chương trình định cư cho con mà du học định cư gì đó, thì có thể comment bên dưới để mình chia sẻ thêm những cái chương trình nào phù hợp với hoàn cảnh gia đình của anh chị ha, khả năng của anh chị. Ok, cảm ơn các bạn và anh chị đã lắng nghe. Nếu mà thấy cái chương trình này, cái video mình hay hữu ích đó, thì các bạn hãy share và subscribe, chia sẻ cái video này và đăng ký cái kênh của mình để mà nhận được thêm nhiều cái thông tin hữu ích ha. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.